Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đến với bài cuối cùng của chương số 1, đó là bài ôn tập. Thì đầu tiên các bạn sẽ cùng cô ôn tập phần nghe này. Listening. Listen and draw lines. Look at the pictures. Listen. There is one example. What did you do in the summer, Tom? I went camping. Camping? Yes, that's right. Can you see the line? This is an example. Now listen and draw lines. One. What did you do in the summer, Daisy? I learned how to cook. You did what? I learned how to cook. I learned how to cook. Wow. Là phần này. Yeah! Rồi. Ba nhá. Two. What did you do in the summer, Jane? I went to the beach. Oh, I love the beach. I went to the beach. Yeah! Three. What did you do in the summer, Charlie? I learned how to swim. Oh, you learned how to swim? Yes, that's right. Yeah! Number four là chắc chắn là four. Ở đây rồi, đúng không? What did you do in the summer, Peter? I went to the farm. You did what? I went to the farm. I went to the farm. Yeah! Rồi. Thế các bạn ơi, phần này là một phần ôn tập nghe. Về nhà chúng ta có thể nghe lại cho cô để mình luyện tập nghe trong toàn bộ cái chương này. Thì bài nghe đầu tiên này các bạn chủ yếu là hỏi về là bạn đã làm gì trong mùa hè này, đúng không nào? Hỏi về thì quá khứ, đúng không? Ví dụ như là các bạn thấy là các bạn ấy toàn trả lời ở thì quá khứ thôi. Ví dụ như là I went camping. I learned how to cook. I went to the beach. I learned how to swim. I went to the farm. Được chưa? Thế thì về nhà chúng ta sẽ cố gắng là nghe lại cho cô nhiều lần để chúng mình luyện tập lại kỹ năng nghe nhé. Phần tiếp theo đó là phần bài đọc và viết. Bài đọc bài viết ngày hôm nay yêu cầu mình như sau. Đọc những câu dưới đây. Read the sentences. Choose a word from the box. Write the correct words next to the letters A to D. Đọc cái đoạn, những cái đoạn câu văn ở dưới này. Chọn một cái từ a word, only a word, right? From the box. So where's the box? The box right here. Đó. Write, viết the correct words. Viết từ đúng, đúng không nào? Correct words. Next to. Bên cạnh những cái ký hiệu, những cái ký tự từ A đến D. Next to the letters A to D. Chúng ta có hộp ngày hôm nay yêu cầu chúng ta là có 4 cái từ mà một từ đã out rồi, có nghĩa là đã được viết rồi, đúng không? Chúng ta có 3 từ còn lại như thế này. Đầu tiên cô có eating snacks, studying, talking with friends. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn các cái ví dụ, các cái tình huống như thế này nhá. Ví dụ này. What are they doing? They are playing chess. Alright, cái này gone này. What's he doing? Anh ấy đang làm gì vậy? Thì chắc chắn là bạn ấy đang ngồi, bạn ấy nghĩ về cái bài tập, đúng không? Thì cô nghĩ là bạn ấy đang học thôi, đúng không nào? Thì cô sẽ có là he's studying. Vậy thì câu 1 của cô sẽ có là studying. Số 2. What's she doing? Cô ấy đang làm gì vậy? À, cô thấy là một nhóm bạn đang ở đây và nói chuyện với nhau, đúng không nào? Thế thì cô sẽ có là cô ấy đang nói chuyện với bạn của cô ấy. She's talking with friends. Talking with friends. Câu 3 cô có là what are they doing? Họ đang làm gì vậy? Và cô thấy một cái gói bim bim ở trên tay thì chắc là họ đang eating snacks. Đang ăn snack, đúng không? They are eating snacks. Rồi. Thế thì các bạn ơi, phần bài này khá là dễ thôi. Về nhà chúng ta có thể là xem lại bài này, được chưa? Bài đọc và bài viết. Và các bạn nhớ là khi mà mình điền được rồi thì mình cố gắng là dịch sang tiếng Việt cho cô nhá, để chúng ta có thể hiểu cái từ ở hai cái nghĩa khác nhau, được chưa nào? Để chúng mình dùng cho nó linh hoạt hơn. Hết phần bài đọc viết thì chúng ta sẽ đến với phần đó là phần bài trò chơi. Trò chơi ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai đội chơi và chúng ta sẽ đi từ phần này đến phần finish right here. Chúng ta có start ở đây này, được chưa? Và trong phần trò chơi này để chơi cho tốt thì các bạn phải chú ý cho cô là bốn cái cấu trúc câu ở toàn bộ chương 1 chúng ta đã học. Cấu trúc câu đầu tiên là bạn đã làm gì vào mùa hè? What did you do in the summer? I learned how to cook. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ có câu hỏi này ở thì quá khứ, đúng không nào? What did I learned? Được chưa? Số 2 cô có ký hiệu hình này.
Đó là hình tím, màu tím. What's he doing? Anh ấy đang làm gì thế? He's studying. Đang làm gì thế? Anh ấy đang học. Số 3 cô có. Do you wanna play volleyball? Yeah, sure. Hoặc là no thanks. Bạn có muốn chơi volleyball hay không? Do you wanna play volleyball? Yes, sure. No thanks. Có 4. Where are you going? Bạn đang đi đâu thế? I'm going to martial arts class. Tôi đang đi đến lớp học. Học võ, được chưa? Thế thì đây, bài này ngày hôm nay cô và các bạn về nhà này chúng ta sẽ chơi cho cô. Và chúng ta nhớ là sẽ hỏi được một cặp câu thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo, được chưa? Ví dụ như là bạn ấy đi đến bước đầu tiên này đi, đúng không? What did you do in the summer? I learned how to cook. Được chưa? Thế thì các bạn nhớ là chúng ta đi lần lượt, đến khi nào mình kết thúc trước thì mình sẽ là người chiến thắng nhá. Rồi, thế phần này là một cái phần rất là quan trọng để các bạn ôn tập lại được từ mới và cấu trúc câu trong bài toàn bộ chương ngày hôm nay, được chưa nào? Thế các bạn cố gắng về nhà là khi mình đã học xong rồi thì các bạn cố gắng chơi cho cô phần trò chơi này nhá. Tiếp theo đến phần cuối cùng này thì cũng không có gì đáng chú ý cả. Phần này thì là phần tổng kết chương học thôi. Vậy thì sau chương học ngày hôm nay các bạn sẽ học được những gì? Đầu tiên mình có thể nói được cái gì mình đã làm ở trong quá khứ. In the past, I can talk about what I did in the past. Có thể nói về những gì mình đã làm. I did in the past. I can talk about what my friends are doing. Có thể nói là bạn của mình đang làm gì, đúng không nào? Số 3. Có thể hỏi ai đó chơi môn thể thao hoặc là chơi game với mình hay không. Có thể mời họ chơi, đúng không? I can ask someone to play a sport or game with me. Và cuối cùng, I can talk about what I'm going to do. Tôi sẽ làm gì, đúng không? Có thể nói là tôi sẽ làm gì, what I'm going to do. Rồi, thế thì phần ngày hôm nay các bạn về nhà chúng ta sẽ cố gắng luyện tập nhiều cho cô để các bạn có thể đạt được hết cái mục tiêu của chương học đề ra nhé. Thế thì chương 1, chương đầu tiên của cuốn sách kit 4 của chúng ta đã đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài số 2. Bye bye!